Vào thời điểm này thì các nhà vườn ở làng Mai Vàng, Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ đang tập trung chăm sóc mai để chuẩn bị bán Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Ở Tết năm nay, thời tiết thuận lợi cho việc ra hoa của cây mai vàng. Thế nhưng, vào thời điểm này thì thương lái đến đặt mua ít hơn so với năm ngoái. Ông Lê Văn Tý ở làng Mai Vàng Phước Định đã chuẩn bị hơn 40 gốc mai để bán vào dịp Tết. Theo ông Tý, năm nay kinh tế khó khăn, sợ sức mua kém nên ông chuẩn bị mai bán Tết giảm hơn 1/4 so với năm trước. Năm nay thì bông thì thời tiết thì nó rất tốt, bông nụ thì đầy đủ. Còn cái vấn đề mà mua bán năm nay thì lái thường lái nó coi như ít đến mà để hỏi dặn mua trước vậy đó. Coi như đã đặt cọc rồi đó, coi như lúc gài cũng chưa có nhiều, như chưa có bán được cây nào. Theo các nhà vườn, những năm trước thời gian từ tháng 10 âm lịch, nhiều thương lái từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang đã tìm đến làng Mai Vàng để khảo sát thị trường và đặt mua mai Tết. Thế nhưng năm nay có rất ít người đến hỏi mua mai. Theo mình thấy thị trường của Tết năm nay, thương lái thì nó so với năm trước là nó chỉ 30-40%. Trong tổng số hơn 6.800 gốc mai được uống sữa công phu của làng Mai Vàng Phước Định năm nay, đã có hơn 4.600 gốc sẵn sàng phục vụ Tết so với năm trước giảm khoảng 20%. Đặc biệt ở làng mai này, các nhà vườn trồng mai với nhiều kích cỡ, từ mai cổ thụ cho đến mini, tất cả đều được tạo dáng đẹp và uống tỉa công phu. Giá bán cũng dao động từ vài trăm ngàn đến 300 hoặc 400 triệu đồng một cây, tùy theo tuổi cây, kiểu dáng, thế uống. Cá biệt có những gốc mai giá hơn 1 tỷ đồng. Là cũng trúng bông, nhưng mà tuy về cái sức mua năm nay thì nó có phần giảm so với năm trước. Cũng hơi kỳ thì cũng khuyến cáo bà con là chúng ta cũng đừng lo quá lo lắng. Thời tiết thuận lợi, người trồng mai mong muốn sức mua từ nay đến cận Tết cải thiện để đón một cái Tết sung túc.